Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning Van 1.0 van số tự động quý vị và các bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài các bạn thấy đây ạ. Màu trắng rất là đẹp. Biển Hà Nội rồi các bạn nhé. Biển Hà Nội này 12721 rất là đẹp. Kia Morning Van các bạn nhé. Màu trắng này rất là đẹp. Chiếc xe được sản xuất năm 2013 và đăng ký biển Hà Nội, đăng ký nhập về Việt Nam là 2014 các bạn nhé. 2013 đăng ký 2014, chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi. Rất là đẹp các bạn ạ. Nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy được là xe cũng đã được độ thêm rất là nhiều đồ rồi này. Từ la răng đúc này, ghế da này. Đấy, ghế da này rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ táp đi cánh cửa này, nội thất da này, vô lăng, cần số này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Trần rất sạch này. Đấy. Và đặc biệt là xe cũng đã được trang bị đầu DVD, màn hình. Đấy, màn hình này, đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2013 và sản xuất tại Hàn Quốc luôn các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc đấy ạ. Chạy có hơn 6 vạn km thôi, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, nội thất rất đẹp này. Đằng sau này cũng đã được trang bị là ghế da rồi các bạn này. Đấy, những chiếc xe Kia Morning Van thì đằng sau này là chưa được có ghế đâu. Đằng sau để chở hàng, chiếc xe này đã được lắp thêm ghế da rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Toàn bộ keo chỉ này, còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tắp đi này, keo chỉ còn nguyên hết này. Đó. Rất là đẹp các bạn ạ. Đăng ký lần đầu 2014 các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn xem ở cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì tôi cũng bán một chiếc xe bán tải Navara cho khách và khách để lại chiếc xe này đấy ạ. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn xem này. Chưa có dọn dẹp gì còn nguyên các bạn nhá. Đấy. Và máy móc cũng còn nguyên, chiếc xe chạy có hơn 6 vạn km thôi. Toàn bộ từ ốc cabo này, keo chỉ cabo này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả nha. Vừa mới chiếc chủ xe mới nhận chiếc xe Navara và để lại chiếc xe này là chúng tôi cũng để nguyên như này, tôi quay và tôi bán cho quý bạn thôi nhé. Và chiếc xe này thì tôi đổi cát cho chủ xe Navara. Đấy, tức là đổi cát cho nên là giá cả nó cũng sẽ tốt hơn các bạn ạ. Chiếc xe này thì tôi đang bán ra với giá là 189 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, chỉ 189 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia Morning Van số tự động 2013 đăng ký 2014 này các bạn nhé. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning Van này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Rất hy vọng được gặp lại quý vị và các bạn ở cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển này. Cảm ơn quý bạn rất là nhiều ạ.
Mm-hmm.